Chị Tôn, bớt giận đi mà, anh ta chỉ là một chủ nhiệm nhỏ thôi, không đáng để tức giận đâu. Ừ, lần phỏng vấn này, lâm tổng của tập đoàn Lăng Vân mới là chính, anh ta chỉ là làm nền thui, ngay cả thân phận của mình là gì còn không rõ, lại ở chỗ này ra vẻ. Chuyện này xem như cho qua đi, chị có tức giận cũng vô ích thôi, cho qua sao? Tôi cũng không muốn cho qua dễ dàng như vậy, sau khi trở về, tôi sẽ công bố chuyện này cho dư luận biết, để người dân cả nước biết cái bản mặt của anh ta, nhất định phải để anh ta biết sự lợi hại của tôi. Đúng rồi, liên lạc Lâm Tổng đi, chúng ta giờ đi qua phỏng vấn luôn. Đừng vội, mới chỉ 11 giờ, đợi thêm 1 giờ nữa đi. Không thể đi qua đó sớm được, phải nhân cơ hội để đi ăn trưa cùng với Lâm Giật, hy vọng trong lúc phỏng vấn, mối quan hệ có thể gần gũi hơn. Anh Lâm, ngày nào cũng thịt với cá, mấy ngày qua em tăng 5 cân rồi, chuyện này anh phải chịu trách nhiệm đấy. Em chính là lười vận động, chắc chắn là sẽ mập thôi. Chị Lý, Thế này là chị không đúng rồi, em mới nói anh Lâm một câu, chị đã bênh vực anh ấy rồi, em mới chính là người luôn ở bên cạnh và đồng hành với chị mà. Ngày nào chị cũng ăn, có thấy mập gì đâu. Chủ yếu là em độc thân, buổi tối không có người cùng em vận động, ngay cả cơ hội đổ mồ hôi cũng không có nha. Nói bậy gì đó, mau ăn cơm đi, buổi chiều em còn phải làm một ca phẫu thuật đặt stent tìm đấy. Nhìn đi, chột dạ, bị em nói chúng rồi chứ gì. Reng reng reng, tôn nghệ oánh. Lâm tổng Chào ngài, tôi là Tôn Nghệ Oánh phóng viên của báo Trung Tâm, hôm qua có gọi điện cho ngài để tiến hành phỏng vấn, bây giờ ngài có thời gian không? Tôi đang ăn trưa, đợi ăn xong rồi nói tiếp, chuyện này. Lãnh đạo chúng tôi nói là muốn đưa bài báo về ngài càng sớm càng tốt, nếu kéo dài buổi phỏng vấn đến chiều, hôm nay sẽ không đăng bài được, vì vậy. Thôi được rồi, tôi đang ở phòng 302 khách sạn Long Đằng, cô cứ tới đi. Có người tìm anh à, hay là tôi em đi trước, để không làm ảnh hưởng việc quan trọng của anh không sao chỉ là phỏng vấn thôi cũng không có gì lớn lắm ăn thì cứ việc ăn đừng quan tâm đến làm gì ồ thì ra là phỏng vấn à anh lâm giỏi quá đi bao nhiêu năm rồi bệnh viện chúng ta cũng chỉ được phỏng vấn một lần thôi anh lâm bá đạo ghê có thể thành công hay không đó còn là chuyện khác lâm tổng đồng ý phỏng vấn rồi tôi trang điểm lại một xíu mua giúp tôi chai nước khoáng tôi hơi khát rồi trong lúc hầu tĩnh đào rời đi mua nước Nghệ Oánh nhanh chóng lấy ra miếng độ ngực đã chuẩn bị sẵn trong túi sách, qua một hồi ngắm nghía can chỉnh. Ok, ít nhất cũng cỡ C rồi, ở trước cửa phòng 302 khách sạn Long Đăng. Nhìn tôi mặc như thế này, chắc là không có vấn đề gì đâu nhỉ. Chị Tôn, chị đã hỏi tôi suốt cả chặng đường đi. Tôi nhớ là khi chị phỏng vấn người khác, hình như chị chưa bao giờ căng thẳng như thế này. Những người phỏng vấn trước đó, sao có thể so sánh được với Lâm Tổng chứ? Đây chính là nhân vật lớn, không thể có bất kỳ sai sót nào. Cốc cốc cốc, vào đi khi hai người tôn nghệ oánh đẩy cửa bước vào cảnh tượng ở trong phòng khiến hai người há hốc mùm kinh ngạc chúng tôi muốn phỏng vấn lâm tổng của tập đoàn lang vân anh ở đây làm gì cô biết ai là tổng tài của tập đoàn lang vân không tất nhiên tôi biết đó là lâm giật lâm tổng vậy mà cô còn chưa biết tôi là ai ư sao có thể chứ anh anh là tổng tài tập đoàn lang vân anh không phải là làm việc ở văn phòng xóa đói giảm nghèo à rảnh rỗi không có việc gì làm đi giúp đỡ người nghèo không được à nếu như tôi không phải là người của tập đoàn lang vân thì làm sao có thể thu hút được đầu tư nếu tôi không ra lệnh thì họ đến đây làm gì công ty không cần ăn cơm à tôi cảm thấy buổi phỏng vấn hôm nay không cần thiết phải tiến hành đâu đợi lát nữa tôi sẽ gọi cho lãnh đạo các người đổi một người khác có kinh nghiệm hơn đến đây các người đi về trước đi lâm lâm tổng có thể cho chúng tôi một cơ hội nữa được không cô cảm thấy thế nào câu nói của lâm giật dọa cho cô ta tái mặt sợ hãi vậy vậy chúng tôi đi trước anh lâm người ta dù gì cũng là phóng viên như vậy không tốt lắm đâu người phụ nữ đó vừa nhìn chính là trà xanh để cô ta phỏng vấn anh sợ mình sẽ bị tổn thọ mau ăn cơm đi thức ăn sắp nguội hết rồi kìa đúng rồi anh lâm anh hứa ngày mai sẽ dẫn tụi em đi chơi lời hứa này có tính không tất nhiên là tính anh nghe nói là bên cạnh đập chứa nước có làng trài nhỏ họ đều dùng cá trong hồ chứa vị cực kỳ ngon ngày mai anh sẽ trổ tài nấu nướng cho hai người thấy tài năng của anh vậy thì tốt quá rồi em còn chưa được thưởng thức món ăn do anh nấu nha em cảm thấy là đợi đến khi chúng ta hoàn thành xong nhiệm vụ rồi mới đi chơi là tốt nhất bệnh viện huyện những ngày này rất bận em không nỡ giao công việc cho người khác khám chữa bệnh ở nông thôn cũng diễn ra được vài ngày rồi số người đến khám bệnh có lẽ sẽ giảm dần chủ yếu là người dân ở các huyện lân cận cũng đã đến hơn nữa em còn nghe nói nhiều người xung quanh đây cũng thường xuyên tiếp xúc với một vài vị viện trưởng được rồi những chuyện này em cũng đừng quan tâm có trách nhiệm là tốt nhưng quá trách nhiệm thì cũng không tốt lắm đâu. Đừng tạo áp lực quá lớn cho bản thân, cứ thuận theo tự nhiên là được, ngày mai hãy thư giãn một chút. Có nên mời bốn vị viện trưởng không? Trong giới y học hoa hạ, mối quan hệ của những người này đều rất quan trọng. Vậy chúng ta đi chơi trước, đợi đến lúc ăn cơm rồi gọi họ tới, như vậy không làm mất thời gian. Ừm, biết rồi. Ngày hôm sau, lẽ ra huyện Đông có phong cảnh như thế này, không nghèo đến mức như vậy, phải phát triển mạnh mẽ mới đúng chứ nhỉ. Mặc dù cách huyện Đông không xa, nhưng nơi này thuộc huyện bên không có quan hệ gì với huyện đông hèn chi nếu giao nơi này cho huyện đông phát triển hợp lý thì sẽ có khá nhiều thu nhập đúng là huyện đông xui xẻo thật không có chút lợi thế nào như thể ông trời cũng không muốn cho vùng đất này giàu có lên vậy đi thôi vào làng trài tìm đồ ăn trước đã ha <laughs> ha <laughs> anh lâm việc anh xây nhà máy ở đây có tính là đi ngược lại ý trời không nhỉ cũng có chút ý nghĩa đấy chứ ở trong thôn người qua kẻ lại tấp nập trong lúc lâm giật đang đi dạo phố thì đã bị bọn côn đồ địa phương ở đây để ý vương tổng anh nhìn người phụ nữ mặc váy đó kìa xinh đẹp dáng cũng chuẩn nữa cổ hổ côn đồ đường phố quả thật rất đẹp nhưng đi theo một thằng không ra gì tiếc thật vương nghiễm long chủ nhà máy thực phẩm vương tổng anh có suy nghĩ gì không một cô gái xinh đẹp như vậy sao lại không có ý định chứ có hơi đáng tiếc hoa đã có chủ rồi cũng không thể nói như vậy anh nhìn người phụ nữ đó đi im lặng đi theo Vừa nhìn chính là tấm chiếu mới chưa trải sự đời, đầu óc đơn giản, chỉ cần dụ dỗ một chút, nhất định sẽ cắn câu. Cậu chắc chắn chứ? Đối phó với những người chưa trải sự đời này, tôi lành nghề lắm, chỉ cần cho họ lợi ích là có thể cắn câu, đợi tôi nghĩ cách, giúp anh Vương hốt được cô ta. Nếu cậu có thể hốt được cô ta, việc đầu tư vào xây dựng nhà máy sẽ thuộc về cậu. Anh Vương yên tâm, chuyện này tôi nhất định sẽ để anh hài lòng. Anh Lâm, chúng ta đi nhanh đi, bên kia có mấy người đàn ông thô tục, cứ nhìn tụi em nãy giờ béo ục ịch ghê quá đi lâm giật nghe vậy không khỏi mặt đen lại tức giận chị lý bên đó có cây táo chúng ta đi hái một ít táo đi có lẽ sẽ ngon hơn mấy loại bán ở siêu thị đi xem thử trong lúc hai người còn đang vui vẻ hái táo tên mập vương nghiễm long ánh mắt dâm tà miệng nuốt nước bọt đang trốn ở một bên quan sát lão cổ cậu đã nghĩ ra cách chưa tôi đã nghĩ ra từ lâu rồi anh vương đợi xem đi một giờ sau anh lâm hôm nay phải để anh tiêu tiền rồi nghe cứ như là khi đi chung với anh, em là người trả tiền không vậy. Dâu tây 4 cân 2 lạng, anh đào 5 cân 4 lạng, táo 3 cân, hồng xiêm 1 cân, quả hoa tiên 3 cân 7 lạng. Tổng cộng là 2.589 tệ, tiền mặt hay là quét mã, có phải ông tính sai rồi không? Những thứ chúng tôi hái được, cùng lắm chỉ là 500 tệ, làm gì mà đến tận 2.500 tệ chứ? Bởi vì những thứ các người hái đều có chất lượng tốt nhất, hơn nữa quả hoa tiên là đặc sản ở huyện chúng tôi, không có ở những nơi khác tất nhiên giá phải cao hơn. Hơn nữa, tất cả đều tươi xanh, không nhiễm độc, bán đắt một chút cũng là bình thường thôi. Nếu đã bán đắt như thế, vậy chúng tôi không mua nữa, ông giữ lại tự mình ăn đi. Được rồi, được rồi, người đẹp này, chỉ là chuyện nhỏ, đâu cần thiết phải tranh cãi với người này làm gì. Chỉ là hơn 2.000 tệ thôi mà, tôi trả giúp cô, dư khỏi thối, cảm ơn ông chủ. Cô gái xinh đẹp như các cô đến đây chơi, giúp cho khu này trở nên sáng hơn, chỉ vì số tiền nhỏ đó mà lại tranh cãi, cũng hơi quá rồi. Mọi chuyện ổn rồi, các cô cứ cầm trái cây đi đi, cảm ơn xoái ca nhà. Nhìn thấy hai người đã rời đi, lúc này tên cổ hổ mới xuất hiện. Với những cô gái chưa trải sự đời này, chỉ cần cho họ thấy sức mạnh của đồng tiền, chắc chắn sẽ rung động liền. Cậu cũng sành sỏi quá nhỉ, ở khía cạnh này tôi không bằng cậu. Chỉ với hơn 2.000 tệ, đã để họ mừng rỡ, không có vụ mua bán nào ngon hơn vụ này. Chị Lý à, cái tên mập trung niên đó, chắc chắn là để ý tới chị, nên mới tự nguyện trả tiền đấy chị cũng phục em luôn đó câu soái ca mà em cũng mở miệng nói ra hay thiệt ôi rào có người coi tiền như rác chủ động trả tiền cho mình dù sao mình cũng phải cảm ơn người ta chứ mình cũng chẳng thiệt thòi gì đó là gặp tên này thôi nếu gặp người đẹp trai như anh lâm em sẽ trực tiếp gọi bố luôn vừa thân thiết vừa ngọt ngào chị có từng gọi như thế khi mà chỉ có hai người chưa không có giữa chúng ta có khoảng cách thế hệ sao lại gọi đó là khác biệt thế hệ được chứ đó là cách chơi mới tối về thử xem biết đâu anh lâm lại thích đổi chủ đề đi không được nói về chuyện này nữa